Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cây máy cắt cỏ cho các bạn tham khảo nha. Cây cắt cỏ này thì nói chung là về độ mới thì nó cực đỉnh luôn. Các bạn xem ha, các bạn quan sát cảnh xem. Cây máy này nó có cái tên là Makita nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là MEM2610U. Đây các bạn, MEM2610U nha. Đây, các bạn nhìn quan sát xem cái nòng của nó nè. Ha. Cái bình xăng mình không quan tâm lắm các bạn. Nói chung là cái bình xăng là gì, nó ảnh hưởng tới cái việc mà đựng xăng ha. Và cái áo gió cũng vậy các bạn. Nếu mà nó ở bãi lâu nó sẽ bị tái màu ha, nó sẽ bị hư cái bình xăng và cái áo gió. Nhưng mà về nội thất thì nó không có gì hết ha. Cho nên mình cũng nói, không phải mình nói đây là để cho các bạn tham khảo thôi nha. Ai có thống nhất ý kiến như mình thì thống ha. Quan sát xem cái bình xăng nó trắng cũng là một vấn đề. Và cái áo gió nó đẹp cũng là một vấn đề. Nhưng mà hai cái vấn đề này nó không có tích cực các bạn. Không có tích cực. Cái máy muốn biết cái máy ngon hay không, các bạn nghe tiếng nổ nó êm và chạy nó bốc ganh ti nó êm ha, nó nhỏ thì cái máy đó mới là ok. Còn cái máy mà các bạn nhận xét bằng cái bình xăng trắng và cái áo gió đẹp là nó không được đúng lắm nha. Nó cũng đúng mới có 30% thôi các bạn, nó mới đúng được 30% thôi. Cho nên nè, mình muốn có một cái máy thật là đã để xài cho nó sướng thì mình lắng nghe tiếng nổ nó và cách khởi động của người giới thiệu ha, coi nó có dễ khởi động không, giật nhiều phát nó có nổ liên tục không, hay là một phát nổ một phát không nổ ha. Do đó là, và các bạn nghe tiếng bốc lớn và nghe tiếng chạy ganh ti nó êm thì nó là cái máy nó mới là ở nội thất nó mới giữ nha. Còn nếu mà các bạn cứ xem cái áo gió nó đẹp rồi cái bình xăng nó trắng ha, chụp giật nó đẹp ngon, những chi tiết đó nó chỉ đúng được 30% thôi các bạn ha. Rồi mình giới thiệu tiếp cái máy này nha. Cây này MEM2610U này là nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Mà đặc biệt của nó cánh giải nhiệt rất là to ha. Cánh giải nhiệt của nòng rất là to và cánh quạt gió ở cái bánh chớn đó, cái bánh đà đó thật là to đùng luôn, do đó nó quạt mát dữ lắm các bạn. Cái kế tiếp là đặc biệt là cái dòng máy này, cái bích tông không có dòng máy nào có nha, là cái bích tông có khe chứa chất nhờn để giảm ma sát và tăng cường chất nhờn cho khi tốc máy mình chạy tốc độ cao ha. Thì cái dòng máy này thì hồi nào giờ mình làm mình chưa bao giờ bị thấy nó bị dính nồng hết các bạn, chưa thấy. Do đó là nó rất là đỉnh cao, nó so với cái tiến bộ kỹ thuật thì nó vượt xa của con Ten là 26 nha, vượt xa. Ten là 26, Ten là 261, mặc dầu nó chạy rất là đã luôn, nó cũng là bền, nhưng mà nó nhược điểm có một cái là nó chế hòa khí hai kim, ép xăng là nó bay cái nồng. Nó là dòng máy Mitsubishi là nó bay nòng số 1 luôn các bạn. Không có dòng nào mà bay nòng cho bằng dòng Mitsubishi Ten L ha. Mình nói vậy cũng có rất là nhiều người cũng phản đối nha. Nhưng ở đây mình làm thì mình làm hàng trăm hàng ngàn khách hàng. Do đó cái tỷ lệ mình đánh giá thì nó cũng đúng được chút ít ha. Còn các bạn chỉ xài có một cái máy thì nó chưa đánh giá được đại trà ha. Mình nói vậy các bạn có tin thì tin ha, không tin thì mình cũng không có biết nói sao hơn. Thì cái dòng máy này là bích tông, nó có khe chứa chất nhờn nữa ha, rất là đỉnh. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Các bạn để mình kéo ra mình khoe cho các bạn, nó giống như là chưa xài vậy các bạn. Đây, ha. Giống như chưa xài vậy. Rồi mình nổ cho các bạn xem một cái ha. Đó. Còn về phía cái bô lửa này thì thôi cực kỳ đã luôn rồi. Chế hòa khí quanh rồ ha. Nắp xăng kính ha. Đó. Mà mình nói hoài làm hoài thì cũng các bạn nói mình ấy
đây nè, thấy không? Đẹp như là đây, à. Đây các bạn, nó mới như made in Japan trong lốc luôn nha các bạn, made in Japan trong lốc. Về các bạn trải nghiệm các bạn sẽ thấy ha. Ở đây nắp nó nè, nắp nó kính nha, có gòn đệm đàng hoàng ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, với tỷ lệ khoảng 50cc nhớt cho 1 lít xăng nha các bạn. Xăng thì xăng 95 thì ok nhất ha, ít cồn. Còn nhớt thì mua loại nhớt nhớt có uy tín đàng hoàng nha các bạn. Các bạn quan sát xem các bạn ở cùng xóm của mình họ xài nhớt gì mà máy họ bền đó thì mình xài theo ha. Còn kiểu mà các bạn nói ít tin Huane hay gì đó nó hay bị nhớt điểu lắm các bạn. Nó hay bị nhớt điểu lắm. Huane thiệt hoặc là ít tin thiệt hoặc là những cái gì thiệt là ok ha. Còn các bạn mua nhầm đồ điểu thì về bay cái máy mình liền. Các bạn thấy chế quả khí nó không? Giống như đập thùng vậy các bạn. Nó chăng tin luôn. Rồi. Tiếp theo các bạn xem tiếp ha. Ở đây, ở sau lưng nữa nè, Makita ha. Bồ nó có lỗ hút khí ha. Đây, bồ nó có hai lỗ hút khí cho nó giảm giải nhiệt đó các bạn. Tùm nó đây ha. Dòng này đặc biệt là bố của nó là bố chống sốc nha, nó có lò xo chống sốc nằm ở cái bố á, xài nó rất là hiện đại luôn các bạn. Tùm của nó nè, đẹp như mơ luôn. Ốc ác của nó trắng tinh luôn các bạn. Ốc dây đeo đây ha, tay nắm nè, tay ga nè, tay ga của nó là tay ga sống nha, tay ga sống chạy rất là cơ động luôn các bạn ha. Mình muốn chốt lại thì mình nắm này mình chốt lại ha, còn buông ra là nó sống ha, nó trả về không. Đấy. Lên đây mình bóp này thì nó nằm đây ha. Đó. Hoặc là mình để vậy mình bóp mình kéo nè, nó cũng chết ha, nhưng mà mình buông càng này ra là nó thành sống nha. Rất là hiện đại luôn á. Công tắc nằm đây ha, đây một chia cho công tắc nằm đây, cầm nè, tay nắm nè, cực kỳ đã luôn, dẻo dài, rất là dẻo dai luôn. Thông số kỹ thuật nữa đó các bạn. Cái này là mình nghĩ là cái này nó để là dòng tua nè, nhưng mà mình cũng chưa dòng tìm hiểu ha. 3.1 mét trên dây bình phương. Cái dòng tua của nó đó các bạn, dòng tua của láp nha chứ không phải dòng tua của máy đâu. MEM 2610U của Makita. Chẳng rõ của nó nè, đẹp xuất sắc luôn. Đây, cùi của nó nè, có chống dính cỏ ha, chống mày mò, chống dính cỏ phía trên rất là khích ha. Tổng thể cái máy đây các bạn nhìn xem ha, rất là đỉnh luôn. Thiếu cái thùng thôi các bạn. Rồi. Để mình nổ thử, mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Máy này chỉ thiếu cái thùng thôi chứ không có thiếu cái gì hết các bạn. Đặt ha. Đầu tiên các bạn cũng là phải bơm xăng nha các bạn. Máy các bạn sáng sớm hoặc là nghỉ nhiều ngày thì các bạn cũng phải bơm xăng. Nhầm khi không cần đóng e nó cũng nổ, nhầm khi không cần bơm xăng nó cũng nổ, nhưng mà nó chậm tí các bạn. Còn nếu các bạn đúng làm đúng thao tác bơm xăng đóng e thì nó rất là mau mau lên xăng và mau nổ ha. Đây các bạn xem nè, mình giật nè, nó vừa nhẹ mà nó vừa không có tốn sức các bạn. Đoạn dây ngắn thôi các bạn. Trợ lực á, chuyện trợ lực các bạn. Quay xem nè. Đấy. Rất là dài nha, mà nó nhắn tin luôn.
Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Tắt nha các bạn, nổ lại nha, mình giật tay nghịch luôn, tắt nha, em bé gì cũng nổ nữa các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Makita MEM2610U đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.